Lão Lâm Trưởng của Cư Sĩ Lâm Singapore năm ngoái giảng sanh. Các đồng học ở lớp bồi dưỡng của chúng ta đều tham gia trợ niệm tiễn ông giảng sanh. Đủ loại thọ tướng mọi người đều đã thấy tận mắt, đã nghe tận tai. Sau khi giảng sanh, bản thân trái chủ của ông rất là nhiều. Bản thân trái chủ cùng với các vị pháp sư đến niệm Phật đường Cư Sĩ Lâm, dựa vào trong thân của Đỗ Cư Sĩ nói chuyện xong, họ nói họ nhìn thấy Lão Lâm Trưởng giảng sanh vô cùng hoan hỷ, vô cùng tán thán. Họ nói họ là quán thân trái chủ của ông. Phần hộ pháp của Cư Sĩ Lâm cho phép chúng tôi đi vào, chúng tôi không có ác ý, chúng tôi đến là để cầu quy y, đến là để cầu nghe pháp. Họ nói chuyện rất là lâu. Vào lúc đó tôi đang giảng kinh ở Hồng Kông, các vị đồng tu liền gọi điện báo cho tôi, nói rằng quan thân trái chủ Lão Lâm Trưởng nhập xác để yêu cầu. Tôi nói tốt, các vị hãy làm lễ quy y cho họ đi. Sau khi làm lễ quy y xong, mời họ đến để nghe kinh. Họ lại nói ánh sáng của pháp sư giảng pháp quá mạnh, họ chịu không nổi. Sau đó chúng tôi mới thương lượng với họ mở rộng phòng ăn ở lầu 1 và phòng ăn ở lầu 2, sử dụng máy vô tuyến truyền hình để phát băng giảng kinh. Họ đồng ý. Họ muốn nghe kinh gì? Chỉ định là kinh Bồ Tát Địa Tạng Bổ Nguyện. Quỷ thần đặc biệt là thích bộ kinh này. Chúng tôi liền mở kinh suốt 24 giờ. Hiện giờ tôi không biết là còn phát nữa hay không. Nếu như lợi ích cho quỷ thần thì chính là bộ kinh Địa Tạng, ở tại nơi đó luôn luôn phát mãi không ngừng, họ được lợi ích vô lượng vô biên. Hai mươi bốn giờ không gián đoạn, quỷ thần hoan hỷ. Các vị nếu như hiểu được cái đạo lý này, để kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện của chúng tôi phát hành rất rộng rãi, bạn ở tại nhà có thể mở ra, đừng có sợ ma quỷ vào. Những hồn ma đó là hồn ma tốt, không phải là ác ma. Đến để hộ pháp, ác ma không biết nghe bộ kinh này. Nghe bộ kinh này đều là ma biết tu hành, tương lai họ có thể giảng sanh. Họ cảm ơn công đức của bạn. Buổi tối đi ngủ thì bạn hãy mở ở trong phòng khách ở nhà của bạn, mở âm thanh nhỏ một chút, không ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn. Họ đang tu tập, chúng ta thì giải đãi. Phải phát tâm sám hối, thường xuyên phải nghĩ đến họ, quan tâm đến họ, phải tôn trọng họ, giúp đỡ họ. Mỗi một người chúng ta đều phải có trách nhiệm. Nếu như đĩa kinh Bồ Tát Địa Tạng Bổ Nguyện của chúng tôi nếu như không đủ, chúng tôi sẽ làm tiếp, chúng tôi sẽ phụ trách, chúng tôi sẽ làm tiếp mấy ngàn bộ phát hành số lượng lớn.